cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi, từ nay yêu thương mãi sống an vui thế, đời ơi ta vui sống sống như như thế, mùa xuân luôn thắm tươi. Xuân mãi thắm tươi sống như xuân mãi, mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống, đời ơi sao vui quá, sống tôi đang sống vì đời quá tươi vui, sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi, sống đang vui sống từ nay mãi mãi. Thank you.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể thiền đường hội chúng, kỳ vừa qua chúng ta đã học cái chi thứ 8 là kết thúc bằng hai quả vị đẳng giác và diệu giác để hiển bày càn tuệ địa và thành tựu cái từ tu hành tiệm thứ rốt ráo đến Bồ Đề. Thì rồi chúng ta đã nói sơ qua về hai quả vị sau cùng ở trong đạo Phật. Thực sự thì hai cái quả vị này với chúng ta thì chắc là không ai có đủ tầm để có thể hiểu được. Vì khi học Phật có những cái mà chúng ta có thể hiểu nổi, chúng ta có thể dùng tâm thức của mình để có thể tưởng tượng về. Nhưng mà hai quả vị đẳng giác và diệu giác á, thì là hai quả rốt ráo của quả vị tu hành thành Phật, và trong khoảnh khắc có thể thành Phật. Vì vậy mà kỳ rồi chúng ta có nói là mình chỉ là những người học theo hướng về cái quả vị này thôi, chứ chúng ta không dám nói là chúng ta hiểu về hai cái quả vị rốt ráo này. Hơn nữa trong cái tiết này, trong cái tiết chi 8 này, chúng tôi khi mà đọc vào chánh văn để giảng, chúng tôi thấy có nhiều cái lấn cấn. Chúng tôi nghĩ rằng là với cái quả vị tận cùng của con đường tu chứng thì chỉ có những người tương tầm mới có thể tương thông. Dùng từ hiểu là ở đây chúng ta không có thể dùng được nữa rồi. Tương tầm có nghĩa là cái quả vị tu chứng của các vị nó tương tầm. Ví dụ như muốn nói tới đẳng giác thì cái người đó ít lắm cũng phải qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi trải qua những quả vị của thập địa, rồi có khả năng vượt qua được tứ hạnh, tứ gia hạnh thì mới nói tới cái chuyện là tương tầm với cái quả vị đẳng giác. Cho nên kỳ rồi là chúng tôi nói là không dám bàn, thực sự với khả năng của mình không dám bàn tới cái vị trí này của các vị Đại Bồ Tát chuẩn bị thành Phật. Nhưng với kiến thức và công phu của chúng tôi thì khi đọc vào cái đoạn này, thật sự tôi đọc và kỳ rồi cũng mất một buổi để mình nói lòng vòng. Nhưng mà tôi vẫn cảm giác cái gì đó nó chúng tôi có suy nghĩ nhiều. Thì ra kỳ này muốn nói lại đoạn này một tí. Có lẽ cái đoạn này nó quá tầm hay sao á, quá tầm với cả cái nhân loại của mình. Trải qua hàng hà sa số các vị tổ từ Trung Hoa cho tới Việt Nam và ngay cả các vị tổ Ấn Độ, tức là các vị không có đủ cái tầm luôn nữa để có thể hiểu tới cái chỗ này. Sau khi Đức Phật thành Phật rồi, kiếm người chứng quả đẳng giác tôi nghĩ chắc cũng khó lắm. Vì vậy mà cái chi 8 này nó có nhiều vấn đề để mà chúng ta cần phải nói. Nhiều vấn đề đây không nghĩa là nó hay, nhưng mà những cái chữ nghĩa của cái nguyên cả cái chi này không xứng tầm với cái quả vị đẳng giác và diệu giác. Nguyên chi này luôn, hôm rồi mình nói là chỉ lấy được cái hai cái câu đầu là Như Lai ngược dòng trở lại, vị Bồ Tát đó thuận dòng đi tới giác ngộ, vào chỗ giao tiếp với nhau gọi là đẳng giác. Thì xài được có mấy chữ như vậy thôi của nguyên cái chi này. Mà thật sự như chúng tôi nói là trong lịch sử phát triển của đạo Phật, nó trải qua nhiều ngàn năm rồi, nhiều ngàn năm lịch sử rồi. Do đó nó có những cái thời Phật giáo thịnh và những cái thời Phật giáo suy đồi ở các nước mà Phật giáo đi qua. Như vậy là những cái lúc mà Phật giáo thịnh hành thì có rất là nhiều các vị chư tăng chứng đạo, các vị đủ tầm để có thể hiểu được một cái phần nào đó trong các quả vị tu chứng. Ở đây là nói tới quả vị tu chứng rồi, không nói trên lý luận theo cái kiểu lý luận của kiến thức nữa, mà đây là trên các quả vị chứng đắc. Do đó là những cái thời thịnh của Phật giáo thì có khi các vị tổ chúng ta có thể thấu hiểu được những cái điều này từ nguyên bản các vị vẫn còn giữ. Nhưng có những thời suy của Phật giáo, chúng ta chưa có nói tới cái chuyện là đạo giáo khác đã đưa những cái ý của mình vào trong cái nguyên bản của các bản kinh. Mà ngay cả những cái vị tu sĩ, những cái vị đi theo đạo Phật, họ vẫn không đủ cái tầm tương ưng với những quả vị này
thì họ cho rằng nó có một cái gì đó, cái gì đó mà họ không thấy biết nổi. Và chính bản thân các vị đó cũng thấy rằng cái này chắc không phải. Thì ra các vị loại ra hay sao á, để cái đoạn sau này nó hoàn toàn không phải nguyên bản của cái chi này, chi tám này. Như hôm rồi mình nói là nó hoàn toàn không có chuyện mà tới đây rồi rồi phải chứng từng cái lớp đơn tu, rồi lớp kép tu, rồi tới quán, rồi cái chỉ, rồi cái gì đó. Những cái đó nó không phải, không có dính dáng gì tới cái quả đẳng giác và diệu giác cả. Ngay cả mà tới thập địa sơ địa rồi là người ta đã hết công phu rồi. Qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là không còn có cái thứ bậc công phu nữa đâu. Không còn có cái chỉ quán gì chỗ này, không có chuyện đó nữa. Nhưng mà tới đẳng giác, diệu giác mà còn những điều này thì quá sơ xuất. Hồi ra kỳ rồi mình nói là nếu như mình được quyền để chỉnh sửa, để cho đời sau họ các vị mà tu Phật, học Phật đời sau họ không bị lầm lẫn, thì cái đoạn này chỉ xài được có nhiêu đó thôi, mấy hàng mấy chữ như vậy, để nó vẫn giữ được chút gì đó cái tinh hoa của đạo Phật. Chứ nó còn lẫn lộn như thế này thì người sau họ, chúng tôi không biết là cái thời sau có người tu chứng thì họ cũng sẽ thấy ra những cái điều này, và họ sẽ cũng sẽ có những cái góp ý là đề nghị bỏ. Cái này mình không có trách ai được, cái này không trách ai được, tại vì cái thời đại của Phật giáo đi qua các nước thì cái nguyên bản gần như đã, nó có một cái chút thỉnh thoảng, chứ không còn, không có khả năng là họ có thể thay hết được nguyên bản của đạo Phật, vì chư tổ chúng ta cũng siêu lắm. Nhưng thỉnh thoảng có những cái đoạn bị chen vào, thì ở phần trước này với cái nhìn chúng tôi là những cái đoạn được chen vào để làm mất đi cái nguyên bản. Chúng tôi không biết nguyên bản nó còn dữ dội đến mức độ nào. Khi mà nói tới hai quả vị tận cùng này, chúng tôi cũng rất là mừng. Chúng tôi muốn đọc qua cái nguyên bản của bản kinh, nhưng mà lại không có. Nó chỉ có mỗi cái mấy câu ban đầu như vậy thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học cái mục kế tiếp, tức là cái kết thúc để chỉ dạy cái tên kinh, là cái phần kết cuộc của cái quả vị tu chứng rồi. Thì giờ nói tới cái kinh, trên kinh là chúng tôi sẽ đọc cái phần chánh văn trước. Lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Đức Phật rằng: Nên gọi kinh này là gì? Con và chúng sinh phải phụng trì như thế nào? Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: Kinh này tên là Đại Phật Đảnh Tát Đát Đa Bát Đát Ra Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. Cũng gọi tên là Cứu Hộ Thân Nhân Độ Thoát A Nan Cập Thử Hội Trung Tính Tỳ Kheo Ni Đắc Bồ Đề Tâm Nhập Biến Tri Hải. Cũng gọi tên là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa. Cũng gọi tên là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Cũng gọi tên là Quán Đảnh Chương Cứu Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Ông Nên Phụng Trì. Tới mục thứ 8 là nghe Pháp được thăng tiến. Phật nói lời ấy rồi, liền khi ấy ông A Nan và cả đại chúng được nhờ Như Lai khai thị ý nghĩa mật ấn Bát Đát Ra và nghe được những tên gọi liễu nghĩa của kinh này, liền ngộ được diệu lý tăng thượng để tu tiến vào các thánh vị trong thiền na, tâm niệm rỗng rang, đứng lặng đoạn trừ sáu phẩm phiền não vi tế của tư hoặc trong tam giới. Đó là cái đoạn kết thúc để nói tên kinh. Đến đây thì người lại đứng ra hỏi tên kinh là ai? Văn Thù Sư Lợi nha, không phải là vị nào khác. Thì khi mà chúng ta nghe tới tên Ngài Văn Thù Sư Lợi ở cái đoạn kết này thì chúng ta ngầm hiểu điều gì? Ngài Văn Thù được gọi là gì?
là căn bản trí, là bản giác, đại diện cho bản giác thanh tịnh, là căn bản, là trí tuệ căn bản của tất cả chúng sanh muôn loài. Đó là biểu tượng trên của ngài, tên của ngài Văn Thù là như vậy. Thì vậy là khi mà đã kết thúc quả vị thì gì? Là những cái dụng của trí bắt đầu nó hòa nhập vào bổn giác thanh tịnh rồi. Thật ra lúc này là hiển lộ cái thấy biết căn bản của đạo Phật là ngài Văn Thù hiện ra. Và chính ngài Văn Thù hiện ra để minh định lần sau cùng về cái tên tuổi của bản kinh này. Cho nên ngài Văn Thù mới hỏi Đức Phật, chứ không mấy người khác, không phải là ngài Trí Tích, không phải là Bồ Tát Quán Thế Âm, không phải là bất kỳ vị Bồ Tát nào hỏi nữa, mà lúc này phải là ngài Văn Thù để kết thúc một cái đoạn mà đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng của cái con đường tu tập của kinh Lăng Nghiêm. Thì đó là chúng ta nên hiểu như vậy. Thế như là khi đã gặp ngài Văn Thù rồi là không còn chuyện gì để nói, chuyện mà phải tu, phải chứng, phải đắc, phải quay về, quay ra, hòa nhập gì nữa hết rồi. Không còn chuyện gì để có thể bàn nữa. Thì bây giờ là đưa ra cái kết cục để đặt cái tên kinh để đời sau được lễ lại mà thôi. Thấy chưa? Mà khi đã nói tới ngài Văn Thù gần như là một cái sự tổng hợp của trí tuệ. Tại vì ngài Văn Thù là căn bản trí của tất cả chúng ta. Như vậy là khi mà hiển hiện được cái trí tuệ căn bản đã hòa nhập vào cái bổn giác thanh tịnh để chứng thành Phật quả rồi là không còn chuyện khác để có thể bàn nữa. Do vậy mà nếu chúng ta học Lăng Nghiêm, học tới đây xem thì đã kết thúc được một con đường dài để tu chứng rồi đó. Đoạn sau thì chúng ta sẽ học thêm những cái phá ngũ uẩn. Nếu mà tới đây nè, có nghĩa là từ đầu mà hành giả tới đây không xong việc, thì đoạn sau chúng ta bắt đầu tìm đường tiệm tu. Thì nói tới cái chuyện tiệm tu là khúc sau, chứ khúc này không được quyền nói. Khúc này về trước không có nói chuyện tiệm tu, mà chúng ta nên biết được điều này. Kết thúc cái con đường đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng, chúng ta nên hiểu là ý như vậy. Đầu tiên ngài Văn Thù hỏi là nên gọi kinh này là gì, và chúng sinh phải phụng trì như thế nào, phải kính lễ, phải thọ trì cái kinh này ra làm sao. Đó là cái ý của ngài Văn Thù, tức là ngài Văn Thù muốn gợi lên cho chúng sinh đời sau của mình, khi mà nghĩ tới bản kinh này chúng ta phải nghĩ ra làm sao. Thì Đức Phật bảo ngài Văn Thù sư lợi kinh này tên là Đại Phật Đảnh. Cái đảnh của Phật là cái gì? Đảnh của Phật như nhiều lần chúng ta nói rồi đúng không? Tức là nơi cao nhất, tên đỉnh tướng. Đảnh tướng của phàm phu thôi nha, chưa nói là đảnh Phật. Thì vậy là trên cái đảnh môn của Đức Phật, trên cái hiện tướng là đảnh môn của Đức Phật thôi á, là có một câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên đã có ý muốn thấy, đúng không? Đức Phật ngồi như vậy á, mà muốn thấy tới cái đỉnh môn Đức Phật, mà vận hết tất cả những cái thần lực của mình, cứ bay lên là thấy đó cao hơn chút, bay lên thấy cao hơn chút, bay hồi mất xứ luôn. Lạc qua một cái thế giới khác. Và khi lạc qua một thế giới khác của một Đức Phật khác á, thì ngài Mục Kiền Liên rớt vô cái miệng bát của một vị Đại Bồ Tát. Vị Đại Bồ Tát đó nói: ủa sao thế giới mình từ xưa giờ sạch sẽ, bỗng nhiên cái này hiện con sâu, con bọ, con côn trùng gì mà nó bò trong miệng bát này. Mới bốc đầu ngài Mục Kiền Liên đi trình Đức Phật. Tức là ở cõi đó tôi không biết là cõi gì mà chị Đại Bồ Tát kinh hoàng lớn đến mức độ mà thấy ngài Mục Kiền Liên giống như là cái con côn trùng trong cõi nước của mình. Cho nên vị Bồ Tát mới bốc cái đầu lên trình Đức Thế Tôn là: thưa Đức Thế Tôn, sau này cái cõi nước của mình lại có một cái loại chúng sanh nhỏ nhất như côn trùng bay tới đây. Đức Phật nói: ấy người thả xuống thì đó là đệ tử của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, cõi Ta Bà. Do có cái tâm muốn nhìn thấy cái đảnh môn Đức Phật mà vận hết thần lực bay lạc qua tới đây. Và Đức Phật khuyên ngài Mục Kiền Liên nên lẹ lẹ quay về, chứ nếu không là ngươi không có cách nào quay về cõi Ta Bà được. Có nghĩa là với cái thần lực của ngươi đi như thế này, hồi bạn đi thì ngươi đi như vậy nha. Nhưng bây giờ tới các bạn về á, thì ngươi với cái thần lực hiện có của nhà ngươi, ngươi có thể đi tới cả ngàn năm nữa mới quay về cõi Ta Bà, sư phụ ngươi tịch mất rồi. Lúc đó ngài Mục Kiền Liên quảng lên,
Nói vậy thì làm sao con được nhìn mặt sư phụ con trước khi nhập Niết Bàn? Thì Đức Phật mới nói là ngươi hãy hướng về cõi Ta Bà đảnh lễ cầu sư phụ ngươi dẫn thần lực để kéo ngươi về, chứ không còn đường nào khác đâu. Lúc đó Ngài Bảo Quần Liên quay về hướng về cõi Ta Bà lại lục khẩn thiết xin Đức Thế Tôn dùng thần lực để đem con về cõi Ta Bà, chứ giờ con đi đâu con cũng không biết đi cái thế giới nào luôn nữa. Thì liền khi ấy có một luồng hào quang từ cõi Ta Bà tới cõi Phật đó, trong chớp mắt Ngài Bảo Quần Liên quay trở lại cõi Ta Bà liền. Nếu Ngài Mục Kiền Liên đi là phải mất 1000 năm với cái thần thông của Ngài Mục Kiền Liên, mà thần thông Ngài Mục Kiền Liên còn nhanh hơn cái ánh sáng, vận tốc của ánh sáng nữa. Vậy đó mà đi cả 1000 năm thì không biết lạc tới thế giới nào, hoàn toàn mình cũng không tưởng nổi luôn. Ở thì vậy là ở đây Đức Phật nói là Đại Phật Đảnh, tức là cái đảnh của Phật lớn lao, mà với cái trí tuệ, với cái đầu của tất cả những cái phàm phu như mình thì đừng có dùng cái đầu để tưởng. Thấy chưa? Mình không nói là lớn là to là bằng cái hư không gì hết trơn á. Tại vì đây là cái nơi cao tột nhất của chư Phật mười phương mới gọi là Đại Phật Đảnh. Có nghĩa là chỗ này là cái chỗ tận cùng, là đỉnh cao nhất của trí tuệ của chư Phật, chứ không phải là trí tuệ của phàm phu chúng sanh, của Bồ Tát, của ai hết. Và nếu một chúng sanh nào mà chứng được Phật quả và nhập vào cái thế giới của chư Phật thì hiểu được cái này là cái gì. Còn không thì không thể dùng đầu để có thể hiểu. Cho nên Đức Phật dùng câu đầu tiên là Đại Phật Đảnh. Chúng ta tưởng tượng như là cái thế giới của mình với bao nhiêu cái trí tuệ của mình ở đây. Như Đức Phật đã nói ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là nếu mà cái trí của Phật mà phải dùng cái trí của Ngài Xá Lợi Phất, thì Xá Lợi Phất được thế gian tôn là đại trí Xá Lợi Phất rồi, đã chứng quả A-la-hán rồi. Nên chuyện mà trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất là gần như cả thế gian này ai cũng biết. Nếu chúng ta học Phật chúng ta biết cái câu chuyện của Ngài Xá Lợi Phất. Những gì mà Đức Phật nói qua là Ngài đều biết hết. Gia nhập tăng đoàn Đức Phật 7 ngày là chứng quả A-la-hán. Và trong 7 ngày gia nhập tăng đoàn gần như cũng không phải công phu gì thêm, Ngài đã chứng quả A-la-hán rồi. Và không có cái lời nào của Đức Phật nói ra mà Ngài Xá Lợi Phất không hiểu. Và về thần thông thì Ngài Xá Lợi Phất vượt hơn Ngài Mục Kiền Liên rất là nhiều. Về trí tuệ cũng vậy. Có một lần Ngài Xá Lợi Phất không biết đi đâu về, công chuyện chắc cũng gấp rút hoàng sao, bữa đó không thể đi bộ được, phải đi bằng thần thông. Trên đường đi về gần tới Tinh Xá, có một ông ngoại đạo đứng lên vỗ tay mừng quá trời luôn. Ngài Xá Lợi Phất nói vậy, anh bạn lý do gì mà vỗ tay mừng như thế? Ông nói ta đã ngồi đây đúng 9 năm rồi, ta đã đếm được hết lá cây trên cái cây cổ thụ này. Trời ơi, cái cây cổ thụ này phải dùng tới 9 năm công phu ông vậy sao? Nói ngươi làm sao ngươi biết được, ta đã vận dụng công phu, ta đếm đúng 9 năm như vậy mới vừa xong. Cho nên ta mừng, định về nói cho đệ tử ta nghe. Ngài Xá Lợi Phất nói nếu là đệ tử của Đấng Cù Đàm thì hoàn toàn không có mất thời gian như vậy đâu. Trong vòng khải móng tay ta sẽ nói một cách chính xác, không sót một lá. Thì ông kia mới quay lại nói nếu mà ngươi nói đúng ta sẽ đi theo ngươi đến đảnh lễ sư phụ ngươi, chứ không chịu đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất khỏi cần suy nghĩ, nói một cái đúng liền. Thì ông ngoại đạo bắt đầu mới nể cái trí tuệ của Phật đạo. Có nghĩa là trí tuệ Ngài Xá Lợi Phất cũng giống như Đức Phật nói là mưa ở mười phương pháp giới này có bao nhiêu hạt, Đức Phật đều thấy biết một cách tường tận, không sai sót một hạt mưa nào. Đó mới gọi là trí tuệ của Phật. Thì Ngài Xá Lợi Phất đã chứng quả A-la-hán rồi, có một cây cổ thụ có nhầm gì. Cho nên trong chớp mắt thấy rõ, không sót một lá nào, chính xác từng lá một. Như vậy là mà Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật còn nói là dùng trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất như lúa, mè, tre, lau để nghĩ tới cái trí tuệ của Đức Phật còn không thể hiểu được một chút phần. Mình thì thật sự để trên đầu để mình cúi mình lại thôi, chứ không còn đường nào khác để mình có thể tưởng tượng nổi. Như vậy là cái trí tuệ của Đức Phật á, nhất là cái Đại Phật Đảnh này, là một cái gì đó như ánh sáng mặt trời, như cái núi Tu Di Lận. Còn cái trí tuệ của chúng ta nó có nhiều dữ lắm đi á, thì bằng cái ngọn lửa con đom đóm trong đêm đen thôi.
Cho nên chúng ta không có thể dùng cái ngọn lửa đom đóm mà có thể soi thấu được cái đại Phật đảnh này, nếu mà nói về lớn lao như vậy. Thì như vậy là khi mà chúng ta đã chứng đắc được những cái quả vị cận kề, quả vị Phật á, đẳng giác, thì có thể hiểu được chút Phật. Còn chưa tới vượt qua đẳng giác thì chắc chắn là chúng ta không hiểu nổi cái đại Phật đảnh này đâu. Để chúng ta mới thấy rằng rõ ràng là trí tuệ Phật là một cái gì đó nó vượt tất cả những cái tầm hiểu biết phàm phu chúng sanh như mình. Hoàn toàn chúng ta không thể hiểu nổi. Ví dụ như bây giờ một người nông dân làm ruộng mà một ngày bưng một cái thau phân bón để mình có thể dục từng nấm xuống miếng ruộng của mình, thì có thể dục được 1000 mét hoặc là 2000 mét vuông là giỏi lắm rồi. Thấy chưa? Tự nhiên có một người đi ở thế giới phương Tây và họ nói hả, nước ngoài nó làm một lần là tới mấy trăm ngàn hecta, giờ nó bón phân trong vòng chớp mắt, đi máy bay nó đi một vòng cái là chưa đầy nửa tiếng hồ bón xong. Người nông dân mình tin nổi không? Tin nổi đâu. Giống như hồi xưa mình đốt đèn dầu leo lét đó, chứ mà có một tắt tới tắt lui, thì có người nói hả, tôi có một cái máy, tôi nổ cái máy lên, tôi sẽ đốt hàng ngàn cái đoạn đèn này, không bao giờ tắt, gió bão cũng không có dính dáng gì. Thì người nông dân chắc chắn là không thể tin được. Mình cũng vậy, mà nói tới cái quả vị Phật thì đã là khó tin rồi, nhưng ở đây cái tên kinh này là Đại Phật Đảnh, tức là cái trí tuệ trên đảnh môn cao tột nhất của trí tuệ của Phật Đạo. Thì vậy là kinh Lăng Nghiêm này là gì? Kinh Lăng Nghiêm này là đại diện cái chỗ cùng tận cao tột nhất của quả vị tu chứng của Phật Đạo của chư Phật mười phương, chứ không phải là riêng của Đức Từ Phụ Bổn Sư của mình nữa, không phải riêng của ai nữa, mà đây là cái nơi cao tột nhất, quả vị tận cùng của tất cả các quả vị tu chứng ở trong Phật Đạo. Thì vị nào mà thành Phật thì mới có thể cảm nhận được cái quả vị tu chứng của Phật. Và quyển kinh Lăng Nghiêm này là đại diện cho trí tuệ đó. Thật ra chúng ta nói để chúng ta hiểu rằng nó là một cái gì đó, nó quá, nó vượt, nó đứng một cái vị trí mà chỉ có các vị đại thánh mới có thể hiểu được ít phần. Nhớ chưa? Để chúng ta học ra chúng ta hiểu điều này. Cái tên Tát Đát Na Bát Đát Ra Vô Thượng Bảo Ấn. Thì bản kinh Lăng Nghiêm đoạn sau chúng ta sẽ bắt đầu gặp tới mật chú. Và mật chú rồi thì nó không có phải là loại ngôn ngữ người phàm của mình. Và những đoạn mật chú đó chúng ta không có đủ cái tầm để có thể hiểu được. Nhưng mà có cái đoạn mà nó là Vô Thượng Bảo Ấn. Tát Đát Ra Bát Đát Ra Vô Thượng Bảo Ấn, tức là một cái loại ấn. Thường đó là các vị trì chú, các vị điều gì là bát ấn. Mỗi một cái bài chú, mỗi một câu chú nó có một cái ấn của nó. Nhưng ở đây là cái ấn gọi là gì? Ấn là Vô Thượng Bảo Ấn, tức là ấn này không có cái ấn nào có thể qua được, không có ấn nào có thể so sánh, không có ấn nào có thể bằng được cái ấn này, gọi là vô thượng, mà là một cái bảo ấn nữa. Những người mà có trì chú chúng ta thấy như thế này, giống như là chúng ta học được câu chú mà chúng ta không có biết bắt ấn. Ví dụ chú chuẩn đề, chúng ta không bắt ấn được chuẩn đề, thì chúng ta trì câu chú đó giống như là một văn bản được viết mà không có dấu ấn. Nhưng khi chúng ta bắt ấn rồi thì cái văn bản lại có giá trị, tức là giống như đã đóng mộc, đóng ấn rồi. Thành ra cái năng lực của thần chú nó phải kèm theo một cái ấn đó mới có tác dụng khi chúng ta trì chú. Nhưng mà ở đây gọi là ấn, ấn vô thượng, có nghĩa là khi bắt cái ấn này của Phật ấn, đến vị trí đó sẽ tự động có một cái gì để có khắp pháp giới mười phương chư Phật thấy vị này đến cái vị trí đó rồi, là nó đạt tới một cái đỉnh điểm cao tột của quả vị liền. Nó có một cái quyết định gì đó mà cả cái thập phương thế giới là đều phải công nhận cái quả vị tu chứng của vị này. Nó gần như là một cái loại mà cái ấn pháp của chư Phật mười phương ấn ký cho cái quả vị tu chứng của vị này. Đó là điều mà để chúng ta phải thấy ra
khi đây là bản kinh Lăng Nghiêm, thấy chưa, là nói lên cao tột cái đại Phật đảnh của chư Phật đã được chư Phật mười phương ẩn kỹ. Thật ra đây không phải là một bản kinh vừa, không phải là bản kinh tầm thường. Thật ra có những người mà dùng cái đầu của phàm phu để có thể chê trách bản kinh này thì thật sự là không có đủ cái đầu đâu. Chúng ta dùng cái từ là không có đủ cái đầu đâu, đó là nói nhẹ. Còn lỡ mà có một cái gì xúc phạm, đụng chạm tới bản kinh này, có một ý xem thường bản kinh này thì thật sự là không biết bao nhiêu ngàn muôn kiếp mới có thể khôi phục lại cái phước làm người. Không biết bao nhiêu ngàn muôn kiếp chứ không phải là một hai ngàn kiếp mà có khả năng khôi phục nếu nửa lời chê trách coi khinh bản kinh này. Vì đây là đại Phật đảnh của chư Phật, là đại bảo ấn của chư Phật, là cái chỗ cùng tận của quả vị thành Phật. Bản kinh này lý luận và có cách để có thể đưa chúng ta tới cái quả vị cùng tận của Phật quả, chứ không phải là một bản kinh tầm thường. Cho nên là nếu như chúng ta không hiểu, không biết được cái gì trong bản kinh này thì nên để lên bàn thờ thờ, thấy chưa, đốt nhang đảnh lễ mỗi ngày kiếm chút phước, rồi chúng ta tu tập thời gian, chúng ta lật ra chúng ta coi tiếp. Nếu mà hiểu được thì hiểu, còn không thì cứ gẫn để lên bàn thờ đảnh lễ tiếp. Nguyện đời này cho tới muôn vạn kiếp về sau cho con có đủ duyên lành để con được học, được hiểu và được tu chứng như trong quyển kinh này đã chỉ dạy, thì hy vọng là chúng ta gieo được cái mầm trí tuệ Phật đạo đúng đắn. Chứ còn có những người mà đọc không hiểu, hoặc là mình dựa theo lý luận của cái này, dựa theo kiến thức kia, chúng ta đem cái đó ra để chúng ta so sánh với bản kinh này, quyển kinh này là không có cái chỗ nào để cho cái đầu chúng sanh so sánh được. Đấy chưa? Cái đầu chúng sanh, cái trí tuệ chúng sanh giống ngọn lửa đom đóm, không thể nào mà so với ngọn núi tu di được, thì đừng có so sánh. Chúng ta chỉ hướng về, bay về gần ngọn núi đó để chúng ta hưởng ít phần ánh sáng thì được. Cho nên phải đảnh lễ cầu chư Phật gia hộ cho con đời này, cho tận cùng kiếp vị lai con có đủ duyên lành để mỗi khi con ra đời là con được đọc, con được học, con được đảnh lễ, con được cung kính cúng dường cái bản kinh này với tất cả cái tâm thành của con mà thề không hề lười mỏi khi con gặp bản kinh này. Hãy cho tới ngày nào mà con hiểu tận cùng tất cả nghĩa lý này để con chứng đắc được những quả vị như quyển kinh này đã nói thì con mới mãn nguyện. Đó, chúng ta nên phát tâm phát nguyện như vậy. Nếu gặp bản kinh này mà mình không hiểu thì nên có một chút phát nguyện phát tâm này để gieo một chút phước lành về trí huệ Phật đạo của chúng ta. Cái này tên tiếp nữa là thập phương Như Lai thanh tịnh hải nhãn. Chúng ta thấy là thập phương Như Lai thì chúng ta hiểu rồi, mười phương chư Phật. Cái tên nó là một tên khác nữa, là tên này là gì? Là mười phương chư Phật thanh tịnh hải nhãn. Tức là trí tuệ của mười phương chư Phật nó thanh tịnh như một cái biển lớn. Mắt trí tuệ của chư Phật như biển lớn. Biển lớn là tạm dùng cái từ biển để cho chúng ta có một cái cảm nhận là mình biết cái biển nó là một cái gì, nó mênh mông, nó rộng lớn, đúng không? Nhưng mà dùng từ biển ở đây nó cũng chưa có đủ cái tầm với cái trí tuệ của thập phương chư Phật thanh tịnh nữa. Đây là một cặp mắt thanh tịnh rộng lớn của chư Như Lai mười phương. Đây là trí tuệ thanh tịnh tột nguồn giác ngộ. Đó, chúng ta phải dùng cái từ như vậy, nó tột nguồn chứ không có còn đỡ lưng lửng nữa. Đó, một cái loại trí tuệ thanh tịnh tột nguồn giác ngộ của chư Như Lai mười phương. Nếu nó dùng cái từ này, cái đoạn đó là phải dùng cái từ ngữ đó đó. Tức là cái tên này là cái gì? Là cái cặp mắt, là trí tuệ, tột nguồn giác ngộ, tột nguồn trí tuệ của chư Phật mười phương. Nếu mà chúng ta hiểu cái tên này ở cái đoạn đó, chúng ta nên có một cái hiểu gì, có nghĩa là tận cùng cái trí tuệ của chư Phật mười phương rồi. Đó là tên của bản kinh này. Cho nên chúng ta thấy là càng lúc chư Phật bắt đầu nói rút ráo những cái từ ngữ để kết thúc được cái tên của bản kinh này. Cũng gọi là cứu hộ thân nhân, độ thoát A Nan. Tức là cứu hộ thân nhân ở hai cái, đúng không? Ví dụ như bây giờ bản kinh này mà mình gặp được, mình đọc được, mình tụng được, mình hiểu được, mình tu tập được, và mình làm cho cái mọi người có thể hiểu được bản kinh này,
Thì khi chúng ta được đọc tụng lễ lại cung kính cúng dường, học và hiểu được bản kinh này, chúng ta tu chứng là tự mình cứu độ được mình. Nhưng khi mà có bản kinh này ở bên cạnh chúng ta, hoặc chung quanh, hoặc trên nhà, trong cửa chúng ta, thì nó cũng có cái khả năng cứu độ các thân nhân của mình nữa. Nói ra, thân nhân của mình dù ở cõi nào, đọa lạc ở đâu, mà nếu tu tập đúng bản kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta có khả năng đó để có thể cứu độ, cứu hộ cho thân nhân của mình. Và trong cái thời điểm đó, tức là thân nhân của mình là gì? Là những cái thân bằng, là thân bằng gì? Thân bằng thích tử, phải không? Tức là những người mà bắt đầu đi theo con đường của đạo Phật, những người mà thân cận với đạo Phật, được bản kinh này, có bản kinh này, học và hiểu được bản kinh này, thì có khả năng tự cứu thoát hết tất cả chúng sanh. Thì đó là những người thân trong cái dòng thân bằng thích tử. Và cái đoạn đầu là gì? Cứu thoát A Nan. Cái tên này là nó trở thành, nó xuống rồi, nó xuống một cái bậc thấp rồi. Tức là hồi đầu, nếu mà ai có học bản kinh Lăng Nghiêm này, thì chúng ta thấy cái duyên ban đầu để nói kinh này là gì. Một hôm Đức Phật đi thọ trai, mà A Nan thì có công việc đi riêng, không? Do A Nan có công việc đi riêng cho nên A Nan bị mắc cái gì? Vướng vào cái nghiệp ái với Ma Ba Tuần, chuẩn bị là phá vỡ giới pháp của mình. Thì Đức Phật mới sai ngài Văn Thù Sư Lợi đi đến A Nan để cứu thoát A Nan về. Và sau khi A Nan quay về thì Đức Phật mới thuyết kinh và thuyết bản kinh này. Cho nên là ngài A Nan cũng là một cái nhân duyên đã được cứu thoát từ bản kinh Lăng Nghiêm này, từ bản kinh Lăng Nghiêm này. Vì vậy mà gọi là độ thoát A Nan, tức là A Nan nhờ bản kinh này cũng được độ thoát. Cập giữ hội trung tín tỳ kheo, tức là cùng cứu thoát ngài A Nan và cứu thoát tất cả các vị tỳ kheo. Rồi tỳ kheo ni đắc được gì? Đắc được bồ đề tâm, nhập biến tri hải. Tức là trong lúc mà cứu thoát A Nan về pháp hộ rồi, thì Đức Phật mới bắt đầu nói bản kinh này cho chúng đại tỳ kheo ni nghe. Và chúng tỳ kheo và chúng đại tỳ kheo ni đó đều được cái gì? Đắc bồ đề, tức là được giác ngộ. Và nhập cái trí tuệ, gọi là biến tri, tức là cái thấy biết cùng khắp. Biến tri hải tức là thấy biết cùng khắp, mênh mông như biển cả. Nhỏ lắm, như nãy mình nói mênh mông biển cả thì còn rất là nhỏ, và phải nói là biến tri pháp giới, phải không? Tức là có một cái loại trí tuệ các vị tỳ kheo ni đã đạt đến cái đỉnh điểm giác ngộ, và có trí tuệ thấy biết khắp mười phương pháp giới này. Nó nói thì cái nghĩa mà mình có thể hiểu với nhau là như vậy. Thế vậy là một cái tên khác nữa là cứu hộ thân nhân, độ thoát A Nan cùng các vị đại tỳ kheo, các vị tỳ kheo ni đạt được cái sự giác ngộ và hòa nhập vào cái trí tuệ mênh mông trùm khắp pháp giới. Đó là một cái tên thứ hai. Cũng gọi là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa. Cái tên này là chúng ta thường hay nghe. Đối với Như Lai, với mình nó mật hay là nó hiển? Hiển hay là mật? Mà ở đây gọi là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa. Thực sự với những cái vị mà đã hiểu rồi, giống như chúng ta nghe câu chuyện ở trong nhà gia đình của bàn Long Quẩn. Một hôm gia đình ngồi lại để nói chuyện đạo lý, thì ông bàn Long Quẩn mới nói là đạo lý nó khó, với ổng nhìn nó thì nó rất là khó. Khó mười tạ dầu mè leo cây vuốt. Tức là một cái trụ thẳng đứng rồi mà đã có 10 cái tạ dầu mè nó đã dính đầy ở đó rồi, mà mình muốn leo lên tới đầu cái cây trụ thì không có thể nào leo được. Vừa ôm cây nhóm nhóm khỏi chân khỏi mặt đất là nó tuột rớt xuống đất rồi, không có cách nào mà leo lên được tới cái đầu của cây trụ đã thoa được 10 tạ dầu mè. Khó lắm luôn. Tức là té lên té xuống ngàn muôn kiếp chứ không phải là một đời nữa, thì mới hy vọng là hiểu được đạo. Thì bà bàn Lỗ Quẩn không có vừa, bà nói là dễ 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 trên đầu
trăm cọ ý tổ sư. Chứ bả là không có gì đâu khó, chỗ nào cũng là ý tổ sư hết đó. Tức là bả thấy chỗ nào cũng là đạo. Khi một người đã được giác ngộ rồi thì đi đứng nằm ngồi ngũ thức đều là đạo. Tất cả pháp đều là Phật pháp, có gì đâu mà khó. Nhưng cô con gái linh chiếu mới là siêu, không? Cô nói là không phải dễ, cũng chẳng phải khó, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Đó, đạo cô linh chiếu này mới dung thông được. Với cô thì đạo lý chẳng có gì khó, đói thì ăn mệt ngủ. Nhưng mà mình đói có chịu ăn không? Chưa chắc, không? Mệt mình có ngủ liền không? Khó ngủ lắm. Người nào mà đói ăn mệt ngủ là người đó hiểu được đạo của linh chiếu. Ra gia đình tới phút cuối ra đi tự tại. Nhưng mà nếu một người phàm như mình mà học được cái Như Lai dễ không? Khó lắm, với mình là khó, giống như Bàn Long Quẩn nói cho nên nó thành mật thiệt á. Từ cái nhân tu tập cho tới cái quả vị chứng đắc, tất cả những cái đó đối với mình là một cái gì đó nó mù khơi phía trước á. Với những người chưa tu tập mà nói về cái trí tuệ mà bất sanh bất diệt, bây giờ mấy người ở đây hiểu à? Không hiểu thì nó thành một cái gì nó vượt ngoài cái đầu của mình, mà vượt ngoài cái đầu là nó gì, nó bí ẩn, nó tàn ẩn, nó giấu, nó mật, nó kín đáo lắm. Nhưng mà không có gì kín. Với cái trí tuệ Như Lai, tất cả những cái Như Lai tự tánh, tất cả vạn pháp, tất cả đạo nó đang hiển lộ ngay tại đây với cái mắt của người hiểu biết. Nhưng cái người không hiểu biết thì ngay cái khoảng hư không này họ nhìn, họ thấy trống rỗng, họ thấy gì đạo lý đâu, đúng không? Nếu bây giờ mình nói tất cả pháp là Phật pháp, tức là chúng họ đang hiện tiền là Phật đạo, đang hiện tiền các vị Phật ngồi ở đây. Nhưng mà mình phàm, thấy người bạn mình phàm phu chứ nó Phật là cái gì đâu, đúng không? Mình không bao giờ mình nhìn ra được cái đạo trước mắt đang có, nhìn ra được cái tự tánh Như Lai đang hiển hiện ngay tại đây. Và bây giờ mình không bao giờ mình nhìn nổi, mình hiểu nổi. Cho nên đối với chúng sanh thì chỗ này gọi là Như Lai mật nhân. Nhưng mà chỗ này là cái chỗ gì? Tu chứng liễu nghĩa. Cái chỗ dù nó hết sức mật chưa? Đối với những người phàm phu, nhưng các vị thánh hiền thì cái Như Lai mật nhân này là cái chỗ tu chứng liễu nghĩa thành Phật, rốt ráo tận cùng để thành Phật, chứ không phải là cái chỗ ẩn tàng như mọi người thấy là nó không có gì. Đối với phàm phu thì gần như Phật đạo là một cái gì đó nó mù mịt, nó kín đáo, nó sâu xa, nó tàn ẩn, nó bí hiểm. Nhưng với một người giác ngộ thì nó lồ lộ trước mắt để người ta có thể tu tập được, chứng đắc được đến cái chỗ tận cùng nghĩa lý của nó. Xong hết tất cả những cái lý luận về công phu tu tập, đạt ngộ được tới chỗ tận cùng của tất cả các loại vị đó. Tức là đây là một bản kinh mà hồi đầu á, chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật nói với Ngài Văn Thù Sư Lợi, thì Ngài Văn Thù Sư Lợi đến cái chỗ A Nan dùng cái gì? Dùng thần lực của mình hiện ra mật chú mới có thể cứu thoát được A Nan. Ngay từ đầu là như vậy, tức là Đức Phật truyền cho Ngài Văn Thù Sư Lợi lộ mật chú đó. Mật chú đó là đọc như thế nào tới giờ này chưa ai biết, chứ không phải cái đoạn nguyên cái năm đệ Lăng Nghiêm phía sau đâu. Nghe chưa? Rồi cái mật chú mà khi Đức Phật truyền cho Ngài Văn Thù Sư Lợi là cả thế gian này không ai biết luôn. Đó là mật. Do đó mà mới có thể cứu được Ngài A Nan. Thì khi nào mà chúng ta gặp được Ngài Văn Thù, chúng ta sẽ hỏi Ngài câu đầu tiên là câu đó hồi xưa, trước khi mà Đức Phật kêu Ngài đi cứu Ngài A Nan á, là Đức Phật đọc cái chú gì xin Ngài cho tôi biết. Lúc đó chúng ta sẽ biết. Mà không gặp Ngài Văn Thù Sư Lợi thì chúng ta cứ đừng có hỏi, tại vì không ai biết được cái mật chú này đâu nha. Để dành. Để dành. Đây là cái câu mà cái tên kế tiếp là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Tức là cái phương tiện rộng lớn của gì? Diệu Liên Hoa Vương, dính tới diệu pháp liên quan này. Tới đây chúng ta mới thấy là hồi trước mình nói á, là cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa và bản kinh Lăng Nghiêm này nó có những cái gần như là gắn kết với nhau. Thấy chưa?
bản kinh Lăng Nghiêm là một bản kinh mà Đức Phật muốn nó làm gì? Muốn khai thị cho tất cả chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến của mình. Thấy chưa? Thì đây cũng là một bản kinh mà làm cho tất cả chúng sanh chứng thành Phật quả, chứ không phải ngộ nhập Phật tri kiến. Cái này còn ăn to nói lớn hơn bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa nữa. Do đó mà ở đây lại nói là đây là một cái loại đại phương tiện rộng lớn, đại phương quảng Diệu Pháp Liên, Diệu Liên Hoa Vương, một phương tiện rộng lớn để có thể làm cho tất cả chúng sanh hòa nhập vào tri kiến Phật. Mà cái loại là vua của tất cả các phương tiện là Liên Hoa Vương, chứ không phải là loại hoa bình thường nữa. Loại hoa mà vua của tất cả các loại hoa, trên tất cả các loại hoa, cái gì mà đẹp, cái gì là quý, cái gì là thơm, cái gì là tuyệt diệu nhất là cái bản kinh này có thể nói tới. Những phương tiện cao tột và rộng lớn có thể độ khắp tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này chứng thành Phật quả, đó là bản kinh này. Và thập phương gì? Thập phương Phật mẫu, tức là mẹ sanh ra chư Phật mười phương. Tức là nếu mà không có trí tuệ này là không ai có thể thành Phật. Nhớ chưa? Cho nên đó là một loại trí tuệ để có thể sanh Phật quả, có thể chứng Phật quả, được gọi là mẹ của chư Phật. Trí tuệ này đạt ngộ hòa nhập được mới thành Phật. Còn không đạt ngộ, không hòa nhập trí huệ này thì mãi mãi không thể nào thành Phật được. Cho nên tạm gọi là mẹ của Phật, gọi là Phật mẫu, là một loại trí tuệ cao tột. Ở đây lại gắn Đà La Ni vô, tức là một loại thần chú cao tột nào đó thì chúng ta không bàn tiếp. Là tại vì ở đoạn sau sẽ nói tới cái chú Đà La Ni. Và đây là một cái bản kinh mà tới khi mà gặp tới những cái gì mà bàn tới chú, chúng tôi sẽ bàn thêm. Nhưng với chúng tôi thì cái mật chú mà gắn trong bản kinh Lăng Nghiêm này nó không được hay lắm cho bản kinh này. Nếu mà thuần á và lý luận Phật đạo thì bản kinh Lăng Nghiêm này lại tuyệt vời hơn. Cũng gọi tên là Quán Đảnh Chương Cú Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Chúng ta đã từng, có ai đã từng được quán đảnh chưa? Ví dụ như trong một cái lễ nha, ví dụ như vua truyền cho thái tử thì làm một cái lễ để trao ngôi, thấy chưa? Quán đảnh như thế. Còn ở trong chúng ta, ví dụ như tu thiền, chúng ta ít có gặp tu thiền mà cái quán đảnh nó cũng giống là một buổi tâm mà truyền tâm cho thầy truyền tò như là vậy. Và nếu chúng ta tu bên mật giáo, chúng ta sẽ gặp những cái lễ quán đảnh, tức là khi chúng ta nhập môn là bị thầy làm một cái lễ quán đảnh tùy theo cái công phu của mình. Mình là người sơ đẳng nhập môn sẽ có cái quán đảnh của sơ đẳng nhập môn, hoặc là chúng ta sẽ được vị thầy mật chú sẽ quán đảnh chúng ta về một cái nghi quỷ nào đó để cho chúng ta có thể hành trì. Ví dụ như bây giờ chúng ta chuẩn bị mà thọ giáo vị thầy của mình về cái nghi quỷ của chuẩn đề, hoặc là nghi quỷ của đại bi hay là cái gì đó, thì được vị thầy truyền quán đảnh chúng ta. Nó có những cái lễ quán đảnh cao hơn để người đệ tử mình sau buổi lễ quán đảnh rồi cũng có thể chứng những cái tầng tất địa trong đó tương tầm với quả vị A La Hán. Có những cái lễ quán đảnh chứng vị chứng được tới Bồ Tát. Có lễ quán đảnh xong các vị đại đệ tử mình khai được năm trí tuệ của Như Lai luôn trong vòng vài tháng. Sau lễ quán đảnh rồi là các vị có khả năng chứng đắc thánh quả liền. Thì những buổi lễ quán đảnh rất là quan trọng. Chỉ có những người có những lễ quán đảnh mà làm một lễ rất là lớn, vì vị thầy nó chỉ làm quán đảnh có một người đệ tử duy nhất thôi. Còn mà dùng cái từ quán đảnh chung chung 5.000, 10.000 người thì đó là cái giống như một cái buổi lễ quy y thôi. Cái khả năng quán đảnh dù vị Bồ Tát trùm trời đi nữa không có thể nào quán đảnh một lượt là cả như 5-7.000 người đó, không có. Nhưng mà vẫn đồn đồn có những lễ quán đảnh nào đó trên thế giới, nó không phải lễ nó chưa được gọi là cái tên quán đảnh đâu. Quán đảnh thường là riêng hoặc là một hoặc là hai người mà thôi. Và sau lễ quán đảnh đó rồi là nó khai trí cho vị đệ tử, hoặc là đưa vị đệ tử bằng cái thần lực công phu ấn pháp của cái buổi lễ đó mà có thể làm cho người đệ tử mình chuyển hóa được thân tâm trong buổi lễ. Thật ra có những buổi lễ quán đảnh rất là trọng đại và rất là riêng tư, rất là linh thiêng và đặc biệt riêng cho một người.
để người đó có thể sau cái lễ quán đảnh rồi là thay thế thầy mình lãnh đạo tăng đoàn liền, đủ trí tuệ, đủ tài năng, đủ năng lực, đủ tất cả những phương tiện ở trong tông môn đó. Như vậy là cái quán đảnh chương cứu là gì? Một cái tên của bản kinh Lăng Nghiêm này, tức là nếu mà nói về chương cứu chỉ nghĩa, phải chưa, thì những cái ngôn ngữ của bản kinh Lăng Nghiêm này thuộc về cái gì? Thuộc về đỉnh điểm, thuộc về trên trước, thuộc về cao tột của tất cả các loại chương cứu khác, mà nó ấn định những cái quả vị thánh hiền và chứng thành Phật quả. Nó gọi là quán đảnh chương cứu, chúng ta phải hiểu là như vậy. Có nghĩa là ngôn ngữ trong bản kinh Lăng Nghiêm này là loại ngôn ngữ cao tột cùng tận. Nếu một chúng sanh nào có thể nhận hiểu được những cái lời chỉ dạy trong bản kinh Lăng Nghiêm này thì giống như được một cái sự ấn pháp, ấn ký của chư Phật mười phương để có thể ấn định được cái trí tuệ Phật đạo. Người đó đã chứng được chánh quả, chứng được chánh pháp ở trong dòng pháp của chư Như Lai, gọi là đảnh lễ quán đảnh trường cứu. Chúng ta có thể tạm hiểu là như vậy về những sự quán đảnh trường cứu này. Chư Bồ Tát vạn hạnh, tức là trong bản kinh Lăng Nghiêm này thì từ những cái quán đảnh chương cứu này để có thể ấn định, để có thể khai mở, để có thể giúp ích, để có thể đưa tất cả các vị Bồ Tát, để có thể bảo hộ cho tất cả các vị Bồ Tát thực hành tất cả cái hạnh lợi tha trên bước đường thành Phật của mình, gọi là chư Bồ Tát vạn hạnh. Từ cái bản kinh Lăng Nghiêm này nó cũng là nói lên tất cả những cái hạnh tu chứng, những cái bước đường hành đạo tu tập và chứng quả của vạn hạnh của các vị Bồ Tát, và ghép thêm chữ là thủ Lăng Nghiêm. Như vậy là cái tên cuối cùng trong cái này gọi là gì? Quán đảnh chương cứu chư Bồ Tát vạn hạnh thủ Lăng Nghiêm kinh. Nó cũng là một cái tên nữa. Thì như vậy là hồi nãy giờ Đức Phật nói 5 cái tên. Tên thứ nhất là gì? Kinh này tên là Đại Phật Đảnh Tát Đát Đa Bát Đát Ra Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. Đó là tên thứ nhất. Tên thứ hai là Cứu Hộ Thân Nhân Độ Thoát A Nan Cập Thử Hội Trung Tính Tỳ Kheo Ni Đắc Bồ Đề Tâm Nhập Biến Tri Hải. Tên thứ ba cũng gọi là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa. Tên thứ tư là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Tên cuối cùng là Quán Đảnh Chương Cứu Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Trong năm tên này nếu chúng ta gặp thì biết rằng đó là cái tên được đặt cho bản kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta đã học từ trước giờ. Khi nào chúng ta đi đâu, gặp ở đâu mà thấy có năm cái tên này, chúng ta biết đó là cái muốn nói tới bản kinh Lăng Nghiêm. Có những người viết sách rồi mình chỉ ghi một câu gọn là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Có một số nơi họ đặt như vậy. Hoặc là có những nơi đặt là Đại Phương Quảng Diệu Lôi Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Chúng ta cũng có thể có thỉnh thoảng gặp một số những cái quyển kinh Lăng Nghiêm các vị giảng giải cũng có hay viết một số cái tựa đề như vậy. Đức Phật sau khi nói lời này rồi, tức là khai thị cái tên kinh này rồi, thì cũng giống như kết thúc những cái đoạn mà Đức Phật đã nói trong các cái bộ kinh điển đại thừa, nhất là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Tức là sau khi Đức Phật nói một đoạn kinh nào đó, nói một bài kinh nào đó, thì có gì? Có thập phương chư đại Bồ Tát chứng đắc Phật quả, có những vị sơ phát tâm, có những vị đã tu chứng cái quả vị này quả vị kia rất rất là nhiều. Có những vị chứng quả Bồ Tát, những vị chứng quả Bích Tri Phật, những vị chứng quả A-la-hán, thậm chí là chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, vân vân. Tức là sau cái đoạn kinh kết thúc tất cả bản kinh nào thì Đức Phật cũng đều nói cái đó. Thì ở đây Đức Phật vừa nói xong thì đại chúng nhờ cái sự khai thị mật ấn liễu nghĩa này của bản kinh này mà các vị trong đó có ngài A-nan cũng thăng tiến được công phu, khai mở được trí tuệ để đạt được những cái thiền sâu hơn, chứng được những quả vị cao hơn. Đó là cái giống như là một cái thủ tục, không giống như thủ tục kết thúc một cái đoạn kinh. Đây là đoạn mà chúng tôi nghĩ là nhiều người chờ đợi nhất, là chương thứ tư
phân biệt chính chắn nghiệp quả và phân tích kỹ về tà ma ngoại đạo. Chúng ta là bắt đầu đi vào cái đoạn ngũ âm ma đó. Nếu mà ai đọc kinh Lăng Nghiêm cũng chờ đợi là chúng ta sẽ học được ngũ âm ma này. Trong ngũ âm ma này chúng ta sẽ thấy những cái sự biến hiện của thần thông phép màu rất là linh thiêng. Thực sự khi mà chúng ta học ngũ âm là gì, chúng ta phải nói sơ trở lại. Ngũ âm thì chúng ta đã học nhiều quá rồi đúng không? Những người đã từng nghe Bát Nhã nè, nói về ngũ uẩn. Rồi như ở trong đoạn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái phần cuối cũng nói phá ngũ âm ma, phá ngũ uẩn, phá ngũ uẩn chứ không nói ngũ âm. Nhưng mà bản kinh Lăng Nghiêm này, bản kinh Lăng Nghiêm này nói tới cái chuyện phá cái chúng ta năm uẩn là gì? Là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là năm uẩn. Có chỗ đó là năm ấm thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì ở đây thứ nhất là phân biệt chính chắn về cái nghiệp quả của từng người. Chúng ta mới thấy cái sự liên hệ mật thiết giữa cái nghiệp quả chúng ta ở trong đời nào để chúng ta có thể tu tập được trong đời nào cái gì. Chúng ta học hiểu đoạn này rồi chúng ta mới thấy được điều đó. Tức là chưa vào chánh văn nhưng mà theo cái lời lẽ này của cái mục đề mục này thì chúng ta nên biết rằng đó, khi mà chúng ta phân biệt được cái nghiệp quả, hiểu biết được nghiệp quả của mình. Hiểu biết được nghiệp quả có nghĩa là hiểu biết được cái đẳng cấp tâm linh hiện có của mình trong cuộc đời này. Hiểu biết được cái vị trí mình đang đứng ở cái cõi này làm vị trí nào. Và từ cái vị trí đó chúng ta nên biết rằng nếu chúng ta có phấn đấu công phu chúng ta sẽ tới đâu. Chứ không thể tới hơn cái vị trí chúng ta đang có được đâu, dù chúng ta có sự cố gắng. Đây phải nói trở lại chuyện này hơi bắt đầu buồn nhưng mà khi mà chúng ta đã phá ngũ ấm này rồi á, trên cái đường, đoạn đường mà phá ngũ ấm của chúng ta, nó sẽ biến hiện những cảnh giới trong lúc phá từng ấm một. Thì những cảnh giới được gọi là ma. Thấy chưa? Thì ra phá một ấm có 10 cảnh giới đó, nếu mà chánh á, thì đi chứng đắc quả vị của Phật đạo, còn mà tà tâm tạp nghiệm thì nó sẽ thành ma liền. Cho nên đây gọi là ngũ ấm ma. Thì khi mà chúng ta học ngũ ấm ma này để chi? Để chúng ta coi lại khi chúng ta bắt đầu bước vào công phu tu tập mà phá ngũ ấm của mình. Nếu chúng ta không đủ cái chính chắn, không đủ chánh kiến Phật đạo mà muốn tu chứng thì sẽ vướng một trong 50 loại ma này. Chúng ta nên biết điều này. Do đó chúng ta học để có một ý kiến thức rất căn bản khi mà chúng ta chuẩn bị phá ngũ ấm của mình. Đại khái là như vậy, tức là cái nghĩa của cái đoạn này chúng ta nên hiểu như vậy. Thật ra nghe nói ngũ ấm ma ai cũng sợ, tu Phật mà nói tới ngũ ấm ma là gần như người nào cũng rẩn tóc gáy. Nhưng mà người ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện là mình sợ cái tâm không chính chắn của mình trước phút công phu. Chưa có ai sợ cái này hết đó. Mà bằng cái tham tâm tu chứng của mình mà đã khởi tham tâm tu chứng là thành tà tâm liền. Do đó muốn bắt đầu phá ngũ ấm thì chúng ta phải tự rạn xét lại tất cả những cái tâm tư tu hành mình từ trước đến giờ. Trong đời này, đời trước chúng ta chưa bàn tới, nhưng trong đời này với cái khả năng trí tuệ Phật đạo của mình, với khả năng công phu của mình, với cái kiến thức của mình, bây giờ mình trầm tĩnh mình ngồi lại nghiệm xét coi đời này mình đến đạo Phật vì mục đích gì. Chính chắn một cách toàn triệt chưa? Chưa thì chúng ta gán mà rạn lọc hả chưa? Chúng ta ráng mà loại trừ những cái tà tâm, những cái tạp nghiệp của chính mình khi chúng ta bước vào con đường công phu chính thức của Phật đạo. Thì hy vọng là không lệch đường tà. Đây là điều mà chúng ta bắt đầu gieo nhân, gieo chánh nhân mới được chánh quả, lệch một chút xíu thành tà đạo. Trong ngũ ma sẽ nói lên điều này. Cho nên là chúng ta học để chúng ta hiểu được ngay từ ban đầu muốn nói cái gì trong cái ngũ ấm ma này. Cho khi đụng tới một cách là chính chắn, và ở đây dùng cái từ là phân biệt một cách chính chắn về nghiệp quả. Khi chúng ta hiểu được cái nghiệp của mình là gì một cách rõ ràng tường tận, và biết rằng cái nghiệp đó phải xử lý bằng công phu nào để có thể giải trừ được những cái nghiệp này,
Và chúng ta phải gạn lọc được tất cả những cái không hay, những cái lụm thụm, những cái rời chánh pháp, những cái có những cái tạp niệm, có những cái tà tâm, có những cái tham tâm, có những cái dục vọng gì. Khi đi vào công phu là chúng ta phải gạn lọc gần như sạch mới bắt đầu công phu. Chúng ta chưa có đủ cái chín chắn, chưa đủ cái chánh kiến mà chúng ta đi vào công phu, coi chừng là 50 ngưỡng ma này chúng ta sẽ bước một cửa nào đó. Mà bước một cửa rồi là sẽ coi chừng thâm nhập 50 cửa luôn. Chứ không phải bước một cửa là một cửa đâu. Vì vậy cái người bắt đầu tìm hiểu về ngũ ám ma có nghĩa là gì? Quay lại với chính mình để rà xét lại tâm tư, nguyện vọng, hoài bão tu tập của chúng ta một cách rất nghiêm túc. Chúng ta phải dụng từ như vậy, phải rất nghiêm túc soi xét lại tâm của mình trước khi đi vào con đường công phu tu chứng Phật quả. Đó, nếu như chúng ta chín chắn rồi thì đi sâu trong này chúng ta thấy rõ nhiều điều lắm. Còn chúng ta không có chín chắn, chúng ta đã thấy rằng đó là cái biến hiện, đó là ma nhập, đó là quỷ nhập, đó là cái gì. Thật ra không phải đâu. Tất cả những cái cảnh giới ma đều hiện từ cái tâm tà của mình khi đi vào công phu hết. Không có ma đâu mà vô đây để dựa mình hết á. Nói cái từ ma có nghĩa là một cái gì đó nó lệch với chánh pháp. Không có ghê gớm gì lắm đâu. Nhưng mà thật sự đã lệch chánh pháp một bước thôi thì ngàn đời muôn kiếp chúng ta quay trở lại chánh pháp không được. Và con đường ma là con đường để thực hiện gì? Thực hiện những cái dục vọng, dục lòng của chính mình trong tam giới này. Trở lại để hưởng thụ những cái dục lạc, trở lại để hưởng cái gì đó nó có trong tam giới này. Lệch đường của chánh pháp. À, chỉ cần một mảy tơ lệch chánh pháp thôi đã lệch đường tà rồi, rớt thành tà. Không, rớt thành tà có nghĩa là chúng ta ký giấy để quay trở lại con đường dục vọng, chứ không có gì khác hết trơn, không có gì ghê gớm. Nhưng mà trong này sẽ diễn tả những cảnh giới thần thông phép màu gì đó thì từ từ chúng ta đọc tới chúng ta sẽ biết. Nhưng ở đây nhắc lại một lần nữa, chúng ta bắt đầu đi vào con đường này, dù là một vị tu sĩ đã ở trong chùa nhiều chục năm nhưng cũng chưa chắc là đã gạn sạch đi những cái tà tâm của mình trước khi công phu. Và nếu như ai không gạn sạch tâm mình để đi vào công phu thì xin thưa không có đường nào để thoát ra khỏi cái ngũ ám ma này cả. Mỗi một ấm có 10 cái loại lệch lạc của nó để biến thành ma trong khi tu chứng. Do đó mà chúng ta không có thoát ra được. Rất khó thoát nếu ngay từ đầu chúng ta không khéo để có thể gạn lọc tâm mình, không trong sáng để đi vào Phật đạo thì chúng ta sẽ vướng vào 50 loại ma này và sẽ rời xa chánh pháp mãi mãi. Đó là điều mà chúng ta nên biết. Cho nên chúng ta trước khi học cái này chúng ta phải biết được một cái khái niệm đó, để đi vào cái bài này thì chúng ta sẽ nắm bắt rõ hơn. Mục 1, hỏi về vọng tưởng tập khí sẵn có sinh khởi ra lục đạo. Đây là những câu hỏi rất là quan trọng nha, chúng ta bắt đầu đi vào. Ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật, chắp tay cung kính mà bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn có oai đức lớn, dùng từ âm không ngăn che, khéo khai ngộ những thứ mê lầm sâu kín nhỏ nhiệm của chúng sanh, khiến cho chúng con ngày hôm nay thân tâm an ổn, thích thú được lợi ích lớn. Bạch Đức Thế Tôn, nếu cái chân tâm diệu minh trong sạch nhiệm màu này, bản lai cùng khắp viên mãn như thế, cho đến đất liền, cỏ cây các hàm, linh mái động vốn nguyên là chân như, tức là chân thể thành Phật của Như Lai, thể tính của Phật đã chân thật, tại sao lại có các đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời người vân vân? Bạch Thế Tôn, các đường ấy bản lai tự có hay do tập khí giả dối của chúng sanh sinh khởi? Câu thắc mắc tuyệt vời, chúng ta cũng nên thắc mắc điều này. Và giải tỏa được câu này là chúng ta sẽ biết con đường thành Phật của mình. Thấy chưa? Đầu tiên thì A Nan khen Đức Phật là người tuyệt vời, phải không? Dùng ngôn âm của mình để có thể khai thị lợi ích cho chúng sanh muôn loài, trong đó có con cũng đạt được cái lợi ích lớn rồi. Nhưng mà con có một cái thắc mắc. Thắc mắc gì?
Sau khi mà Ngài A Nan đã ngộ đạo, đã phát tâm là địa ngục vị không thể bất thành Phật gì đó cũng nhiều lắm không? Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập rồi. Thầy rất là lớn, có nghĩa là trí tuệ được khai mở là thề độ tất cả chúng sanh. Hỏi nếu còn chúng sanh mê lầm không thể giác ngộ được là trí tuệ này không có vừa. Cho tới phút này Ngài đặt đại diện cho tất cả chúng ta. Ở đây mà có những người mà còn mờ mù mù về tự tánh của mình, sao nói chúng sanh thành Phật hết rồi, mình giờ còn làm chúng sanh. Nếu mà tất cả chúng sanh đều là Phật, cây cỏ lá hoa đều là Phật, thì tại sao có ba đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh là ba con đường ác, rồi người trời Atula là có lục đạo luân hồi? Thì cái này nó vốn có hay là do tập khí của chúng sanh mà có? Nha, chúng ta nên để cái câu này, để tâm câu này, chúng ta nên thắc mắc cái kiểu của A Nan chút. Bây giờ chúng ta phải có cái thắc mắc, có cái thao thức này, chúng ta đừng có học suông. Học đạo là phải có những cái như vậy, cho chúng ta sẽ có những cái phản biện. Mà phản biện này là một cái phản biện rất đúng cho cái tâm trạng của những người chưa có thông về tự tánh. Tại vì rõ ràng là Đức Phật nói là các hàm linh mái động vốn nguyên là chân như, tức là chân thể thành Phật của Như Lai. Thể tính của Phật đã chân thật thì tại sao lại có sáu đường? Có đủ không thiếu miếng nào? Như mình giờ là không có thiếu miếng nào. Không? Mình giờ là khúc thì cái ý tưởng của mình nó cũng thành tiên, thành Phật, thành thánh hiền. Nhưng mà khúc khác thì chúng ta cũng sân si nóng nảy như A-tu-la. Khúc khác là chúng ta cũng phàm phu tham lam đủ thứ. Khúc nữa chúng ta cũng nhỏ nhen ích kỷ như ngạ quỷ, tham dục như súc sanh, tàn nhẫn như địa ngục, là gần như mình chứa đủ trong đó rồi. Mình không thiếu, cho nên A Nan thấy mình cũng ngập ở trống hết rồi. Bây giờ cái này nếu mà nói là chân như tự tánh, chân thật thành Phật, mà tại sao lại có những cái điều này? Thắc mắc không? Mình thắc mắc không? Có thắc mắc, ai không thắc mắc này là không phải là người học Phật chân chánh, nên thắc mắc đi. Nên thắc mắc. Để chúng ta sẽ được Đức Phật giải thích một cách tường tận những cái điều này cho chúng ta. Câu hỏi thứ hai về việc bác không nhân quả bị sa vào địa ngục. Bạch Đức Thế Tôn, như tỳ kheo ni bủ liên hoa hương giữ giới Bồ Tát lén lút làm việc dâm dục, lại nói càng rằng làm việc dâm dục chẳng phải sát sinh trộm khắp không có nghiệp báo. Nói ra lời ấy rồi, trước hết từ nơi nữ căn bị sinh ra ngọn lửa hồng lớn, về sau đã từng lóng, về sau từng lóng, từng đốt đều bị lửa đốt cháy, rơi vào địa ngục vô gián. Vua Lưu Ly và tỳ kheo Thiện Tinh, vua Lưu Ly giết họ hàng Cù Đàm, Thiện Tinh vì nói càng tất cả pháp đều rỗng không, ngay thân sống đã sa vào địa ngục A Tỳ. Các địa ngục đó là có chỗ nhất định hay là tự nhiên? Mà khi các người kia gây nghiệp thì mỗi người đều chịu riêng. Cuối mong Phật rủ lòng đại từ, khai ngộ cho kẻ ngây thơ, khiến cho tất cả các chúng sinh trì giới nghe nghĩa quyết định, vui lòng tôn trọng kính cẩn giữ gìn không tái phạm. Câu hỏi thứ hai, chúng ta vẫn đứng về cái phương diện của Ngài A Nan đặt câu hỏi, chúng ta chưa có nghe lời giải thích Đức Phật, nhưng mà đây để chúng ta hiểu câu hỏi thứ hai là gì. Thứ nhất là có một vị tỳ kheo tên là Bủ Liên Hoa Hương, khi đã thọ giới rồi, thọ giới Bồ Tát rồi là mãi mãi không còn dâm dục nữa, mà Ngài đã không giữ cái giới này một cách trọn vẹn, và đã không giữ giới trọn vẹn rồi thì còn lại nói là cái giới này là gì? Cái này là không phải sát sinh, không phải trộm cắp, cho nên không có nghiệp báo. Vừa nói dứt cái câu này thì nơi âm hộ của cái vị tỳ kheo này phát ra cái ngọn lửa và bắt đầu đốt cháy toàn thân rã từng miếng để sa vào địa ngục A Tỳ. Đó là cái mẫu chuyện thứ nhất mà Ngài A Nan nói, đặt câu hỏi với Đức Phật. Cái thứ hai là vua Lưu Ly. Vua Lưu Ly giết dòng họ Thích, dòng họ Cù Đàm, tức là bà con thân bằng quyến thuộc của Thái tử Sĩ Đạt Đa, Thái tử Tất Đạt Đa, tức là trong cái dòng họ của vị Thái tử này.
Chỉ có mình là Đức Phật là Thái tử đi tu thành Phật thôi, còn lại là bị vua Lưu Ly giết hết. Thì cái chuyện của mà vua Lưu Ly giết cái dòng họ Thích á, thì chuyện này cũng đã được ghi trong sử sách. Tức là đến cái phút mà cái nghiệp quả của cái dòng họ, họ hàng của Cù Đàm chuẩn bị trả cái quả phải được gọi là tận diệt. Vì vậy trong kinh có đoạn nói là khúc đó Đức Phật cũng bị nhức đầu. Thấy chưa? Ngay khi mà cái thân của Đức Phật nhức đầu á, thì Đức Phật liền thấy rõ chuyện quá khứ, là ngày cách đây có hàng hà xa số kiếp gì về trước á, có một cái làng chài bắt được một con cá rất là lớn và chuẩn bị làm thịt để đãi nguyên cái làng đó ăn. Thì lúc đó Thái tử Sĩ Đạt Ta của mình, tiền thân của Đức Phật, cũng còn nhỏ, lấy cây gõ gõ đầu cá ba cái. Cho nên bây giờ là cái nghiệp duyên nó đã tới rồi, để cái dòng họ này phải trả cái quả mà ngày xưa cả một cái làng này ăn thịt cá. Thì bây giờ cái con cá đã biến thành vua Lưu Ly, và cái làng này là cái dòng họ của Đức Thích Ca, ở Đức Phật của mình, dòng họ Cù Đàm, tức là dòng họ đó sẽ chuẩn bị bị vua Lưu Ly tàn sát để trả cái mối thù xưa. Thì Đức Phật lúc đó vẫn bị nhức đầu. Và A Nan thấy cái tình trạng này, A Nan không có hỏi Phật, cho nên A Nan dùng hết thần thông của mình đưa toàn bộ cái dòng họ Thích, dòng họ Cù Đàm vào trong cái bát mình, bay lên hư không. Thành ra vua Lưu Ly không giết được, ngăn cản thì không được rồi, giải thích ông không có dừng tay rồi, thì ông nhất định ông sẽ giết. Nhưng mà xong cái chiến cuộc đó, vua Lưu Ly cũng giết một số người chứ không phải là không, nhưng mà xong chiến trận, vua Lưu Ly cảm giác rằng mình thỏa mãn cái thù hận rồi, thì vị vua Lưu Ly này cũng phải bị đọa địa ngục nhiều ngàn kiếp chứ không phải là không có đọa. Và những người mà được bỏ vô bát A Nan mang đi thì quay trở lại nó chỉ là một đống máu thôi, chứ không ai còn sống hết. Nghĩa là nghiệp xảy ra thì người ta cũng phải trả cái giá bằng sinh mạng đó, nghiệp mạng đổi mạng là như vậy. Và cũng có những cái đoạn kinh, những cái bài giảng nói về chỗ này, Đức Phật bị nhức đầu, có nghĩa là Đức Phật phải trả cái giá nhân quả đó. Thì nếu bằng trí tuệ học Phật của mình thấy cái đoạn này đúng hay là sai, đúng nhân quả không? Nếu mà thực sự cái này đúng nhân quả thì chúng ta cũng không nên tu thêm để làm cái gì. Đây là nói câu nghiêm túc rồi nha. Đương nhiên không phải là Đức Phật không trả nhân quả, nhưng mà không phải là nhân nào quả đó, chúng ta hiểu lầm rồi. Đập cá ba cái rồi bị nhức đầu à, gọi là trả nhân quả, đương nhiên đó là chuyện của phàm phu. Phàm phu có thể trả nhân quả cái kiểu này. Nhưng ở trong kinh A Hàm đã nói một đoạn, trong cái kinh Hạt Muối ở Tăng Chi Bộ Kinh cũng có nói bài này. Đức Phật nói thì sao? Đức Phật ví dụ một nắm muối mà bỏ vô một cái tô nước thì mặn không thể uống được, nhưng nếu bỏ vào một cái hồ nước thì muối không đủ mặn cái hồ, chúng ta có thể uống được. Nhưng nếu một nắm muối nó bỏ xuống một cái sông lớn thì rõ ràng không có dính dáng gì. Nếu nắm muối nó bỏ ra một biển cả thì chẳng có gì để có thể nói. Đức Phật nói cũng vậy. Nếu một người biết tu thân, biết tu giới, biết tu tâm, biết tu tuệ, biết tu phước, thì lỡ có tạo cái nhân quả xấu thì một chút quả báo nhỏ còn không thể xảy ra. Còn nếu người không biết tu thân, không biết tu tuệ, không biết tu tâm, không biết tu phước thì quả báo sẽ đền trả đầy đủ. Lấy một trái cà, lấy một trái ớt có thể vô tù ở, với một người bình thường không có thân bằng quyến thuộc, không có quan chức gì đỡ đòn mình ở bên sau, không? Nhưng mà người kia có thể lấy hết của cái nhà nọ mà người ta còn quỳ, người ta dân mà cũng sống tự do. Ở xã hội nó đã là như vậy rồi. Nhưng mà không phải là ở đây nói về quyền lực, mà ở đây muốn nói về cái phước báo của một người tu tập. Mượn lúa ở thế gian chúng ta có thể trả bằng vàng được, hoặc là chúng ta có thể trả bằng tiền, chứ không có nhất định là chúng ta mượn lúa chúng ta trả lúa, đó là nhân quả. Cho nên Đức Phật
Sau đó Đức Phật có nói một câu là gì? Đức Phật nói nếu mà một chúng sanh nào nói rằng tạo nhân nào trả quả đó thì chúng sanh ấy không hiểu lời nói của Đức Như Lai, không thể nào hết khổ và không bao giờ đạt tới phạm hạnh. Chúng ta nên hiểu rõ câu này. Vế sau Đức Phật nói tiếp, nếu một chúng sanh nào nói rằng tạo nhân sẽ có quả báo thì chúng sanh ấy sẽ được hết khổ và sẽ đạt tới phạm hạnh, và người đó là người cũng hiểu được lời nói của Đức Như Lai. Chúng ta không thể đem cái chuyện nhân quả nói chuyện tôi trồng trái ớt, tôi ra trái ớt, tôi trồng tới cà, ra tới cà là nhân quả. Đạo Phật không nói nhân quả cái kiểu phàm phu đó. Cho nên bây giờ chúng ta nên hiểu lại cái giá trị nhân quả một cách chính chắn. Thật ra nếu mà nói là khi mà cái dòng họ Thích đó phải trả cái giá bằng thân mạng và chính bản thân Đức Phật cũng bị đau đầu cái đoạn đó, thì chúng ta có hiểu hết nhân quả Đức Phật nói chưa? Xin thưa là chưa, không thể nói cái câu là nhân nào quả đó được. Vì nếu nói nhân nào quả đó thì sẽ không hiểu lời nói của Đức Như Lai, không thể nào hết khổ và không bao giờ đạt tới phạm hạnh. Đó là lời của Đức Phật đã nói trong kinh. Nhưng mà tạo nhân sẽ có quả báo. Thì bây giờ cái nhân chúng ta tạo như thế nào sẽ có quả báo tương ưng với cái nhân đã tạo, đúng không? Có quả báo tương ưng. Bây giờ cái giá trị của một cái thân Phật tới đâu? Không thể nào so sánh bằng cái đầu của người phàm được. Nội cái đảnh môn Đức Phật thôi mà ngày Mục Kiền Liên vận tất cả thần thông còn không thấy nổi đảnh môn Đức Phật. Ai là hiểu nổi cái thân tướng của Đức Phật nó đạt tới cái đỉnh điểm gì? Không ai hiểu đâu. Đầu của mình không hiểu hết, cho nên ai nói rằng Đức Phật lúc đó bị đau đầu là người đó không hiểu nổi cái thân tướng Đức Phật, thì làm sao hiểu nổi cái phước báo và trí tuệ của Đức Phật mà bình luận vô đây nói Đức Phật phải trả nghiệp. Sai rồi, chúng ta đã sai quá xa trong cái đoạn đó rồi. Cho nên đoạn này ai chim vô thì mình chưa biết. Nhưng mà nếu nói Đức Phật phải bị trả cái giá đó, xin thưa hoàn toàn không hợp lý. Đối với nhân quả, đối với vị trí của một Đức Phật, đối với cái phước báo của Ngài, Ngài trả bằng chuyện khác. Và với cái trí tuệ Phật đạo của một Đức Phật như vậy, chẳng lẽ Đức Phật không có cái phương tiện nào để có thể trả nhân quả này sao? Hay là phải đau đầu? Đương nhiên là Đức Phật không mất cái nhân quả này. Và trong quá trình hành đạo cho tới khi thành Phật thì chưa chắc rằng là trong những cái đoạn đó Đức Phật không trả. Trả mất hồi nào đó rồi chứ không đợi tới thành Phật đâu. Kể từ lúc mà còn chú bé mà cầm cây khỏ đậu cá cho tới giờ phút này á, là đã giải quyết cái nhân quả cũ nhiều lắm rồi. Gần như là sạch sẽ tất cả nhân quả mới chứng thành Phật. Còn nhân quả mà thành Phật được sao? Chứng quả gì thì không nói, mà chứng Phật quả rồi là vị đó đã sạch sành sanh Phật tất cả những cái mầm móng nhân quả của muôn vạn kiếp về trước. Còn chút nhân quả thành Phật được sao? Ai có thể bị nhân quả nhưng mà chứng thành Phật rồi thì các vị từ hồi A-la-hán là các vị đã tìm cách để trả rồi. Nói cho ví dụ như trường hợp của Ngài Cần Liên đi, thì trong lịch sử cũng nói là Ngài Mục Kiền Liên khi mà khiêng cái xác về, ta nói là xương nó gãy rụng, tức là cái người Mục Kiền Liên mềm như một tấm vải, đập gọi là nát xương nát thịt. Khiêng Ngài Mục Kiền Liên về tăng đoàn, để xuống tăng chúng nhìn Ngài Mục Kiền Liên với một cái thảm cảnh như thế, nói là Ngài trả cái nhân quả tàn nhẫn đời kiếp trước thì Ngài bị làm cái gì không biết, nhưng mà đời này Ngài Mục Kiền Liên bị người ta đánh chết, thì này nó có đúng nhân quả không? Nếu nhìn góc độ của phàm phu hoàn toàn đúng. Nhớ chưa? Nhưng mà nhìn góc độ của thánh hiền thì nó là một chuyện lệch lạc của nhân quả. Nếu chúng ta hiểu Ngài Mục Kiền Liên bị đánh chết là rõ ràng là mấy vị này không hiểu nổi quả vị thánh ở trong đạo Phật. Tại vì vị thánh ở trong đạo Phật mà chứng thánh quả A-la-hán rồi á hả, Ngài đi ở đây á là có hằng hà sa số cái vị hộ pháp dọn đường ở phía trước kìa. Mà các vị hộ pháp đã dọn đường rồi thì không ai lại gần được đâu. Đụng tới một cọng lông nhỏ các vị còn chưa được nữa, chứ đừng có nói chuyện mà phải đánh chết.
Nhưng với trí tuệ của một vị thánh đệ tử Đức Phật, thấy nhân quả cần phải trả. Hồi đó là mình trả, mình tạo cái nhân là phàm phu đánh với phàm phu. Để cho bằng cái thân xác của một phàm phu đánh lộn với nó, giết nó hồi nào đó thì không biết. Bây giờ cái đám phàm phu lại đòi, thì cái vị thánh này phải đưa cái thân phàm phu để trả. Là trong một cái chớp mắt, Ngài Mục Kiền Liên xuất hiện trước cái đám côn đồ này, để nó khởi cái điên lên, nó chuẩn bị nó đánh Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà thật sự lúc đó thì Ngài Mục Kiền Liên đã nhập Niết Bàn mất tiêu rồi. Ai biết cái chuyện này không? Ai biết cái chuyện Ngài Mục Kiền Liên nhập Niết Bàn để lại cái thân phàm phu cho cái đám này chơi? Không ai biết cái này. Cho nên chúng ta nhìn cái kiểu phàm phu thì rõ ràng đó là cái thân xác của Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng trước khi cái mấy cái ông này mà đụng tới cái thân xác này là Ngài Mục Kiền Liên đi mất rồi, nhập Niết Bàn mất tiêu rồi. Để nguyên cái thân phàm phu cho tụi nó đánh đập. Chứ còn nếu trí tuệ của Phật Đạo với cái lòng từ của một vị thánh, không thể nào cho một chúng sanh xúc phạm tới thân của một vị thánh, đọa địa ngục A Tỳ liền. Hiểu chưa? Cho nên vị thánh không thể chuyện này xảy ra được. Với tâm từ không muốn cho những người này mà chạm tới mình phải bị đọa địa ngục A Tỳ. Do đó các vị phải rời bỏ cái thân phàm phu, trả lại cái thân phàm phu đó để cho phàm phu đánh đập cái thân phàm phu, chứ không có đụng tới cái gì của vị Mục Kiền Liên cả. Đây là điều để chúng ta phải biết. Ngay cái phút chốc Ngài Mục Kiền Liên nhập Niết Bàn là dứt phát này không còn xài cái thân này, được gọi là thân trí tuệ thánh hiền gá cho cái thân xác phàm phu nữa, đi rồi còn lại thân phàm. Thì vậy mấy cái đám ngoại đạo mới đụng tới được, chứ làm gì mà đụng tới được. Đó là chuyện để chúng ta mới hiểu là không phải không trả nhân quả, nhưng mà nhân quả tương ưng, không có thể trả giá cao. Hồi xưa tao phàm phu tao trả, thì bây giờ cái thân phàm phu để trả, chứ không thể là cái thân thánh để trả cái quả của phàm phu được. Một vị đại thánh mà có thể đưa một người khác đập chết được sao? Cỡ Ngài Mục Kiền Liên hả, tám cái núi Ngài đưa tay Ngài bóp cũng nát nữa. Còn cái đám này chỉ cần Ngài hả, Ngài bình nửa lỗ mũi thôi, Ngài thỉ một cái hả, nó bay 80 cây số, đừng nó lại gần. Làm gì cũng có chuyện lại gần để đánh. Rồi cái thần thông Ngài Mục Kiền Liên kinh hoàng lắm, đâu phải đơn giản. Ngài chỉ cần hả, Ngài đi mạnh chơi thôi, để cho cái y nó bay qua bay lại thôi, là tụi nó có thể té một lượt là 8,000 đứa. Thì làm gì mà lại gần. Còn nhiều người còn giảng ở chỗ là khi nghiệp tới người thần còn không nhớ huống gì chữ thông, nói vậy cái thánh quả đứng đâu à? Thánh quả bị cái nghiệp nó làm mê mờ đến cái độ không còn đủ trí tuệ, thì đó không phải là thánh quả A-la-hán. Đó là quả gì á? Chứ quả A-la-hán là tuyệt đối vượt thoát phàm trần. Đừng có suy luận cái kiểu đó. Với mình á, người bình thường mình nghĩ là mình chứng quả này quả kia rồi, đúng không? Ngồi yên thì tâm mình thanh tịnh, mình nghĩ mình chứng quả rồi, cái ta chọc cái mình nổi điên lại, cái mình bị loạn tâm, cái mình bắt đầu nói đó. Thế chứ Ngài Mục Kiền Liên cũng giống như tôi thôi à. Tôi mà ngồi tối cái tôi nhập định tiếng 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, thậm chí tôi nhập định được 5 ngày, nhưng mà giờ chọc tôi vẫn nổi sân. Thì vậy là nghiệp quả tới Ngài Mục Kiền Liên cái ngày mù mịt à. Xin lỗi, đó là cái chuyện của phàm phu, đừng có đem so với thánh. Mà từ Ngài Mục Kiền Liên cho tới Đức Phật là vượt tới ngàn cái lần như vậy nữa. Do đó trong cái đoạn ví dụ như cái thời Ngài Mục Kiền Liên đã làm A-la-hán là Ngài đã dùng cái thân phàm phu để trả nghiệp rồi. Cho tới chuyển qua tới cái đoạn làm Bồ-Tát, chúng tôi nói nội đơn giản như vậy đi, người ta có thể hiểu về cái việc trả nhân quả. Ví dụ như ở đây có hai người, người phàm thôi chưa nói tới thánh hiền. Mình lỡ rồi đó, mình chọc cái ông bạn mình nó giận, thấy chưa? Mà mình không xin lỗi được nó, thì bây giờ mình quyết lòng để mình chuộc cái lỗi này, thì mình cũng phải theo dõi thằng bạn mày có cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời. Nếu mà không có thì bây giờ nó có con, thấy chưa? Con nó bây giờ là có một cái ngày giờ nào đó gia đình nó khó khăn, gia đình khó khăn, con nó không đủ tiền đi học, mình lén lén mình cho tiền con đó. Ví dụ vậy đi, mình cho tiền con nó để con nó thọ cái ơn của mình, nó học hành đàng hoàng. Tới một ngày mà cha nó hay con nó thành tài hỏi lại, thì con cha lâu nay nghèo không có tiền nuôi con nhờ tiền ai? Nó dạ con nhờ tiền bắt hai ở đằng sớm kia kìa. Hỏi ra là thằng cha này xưa ba đã chọc giận ba mình, nhưng mà thôi vì thương đứa con giúp đỡ con cái mình thôi, xí xóa cái nghiệp cũ, vậy cũng xem như nó trả cái phiền phức rồi, đúng không? Thì một vị thánh không lẽ không đủ trí tuệ để làm chuyện này sao?
thừa sức. Một vị thánh là thừa sức xuất hiện tức cái nghiệp xấu của mình để có thể nói cho họ nghe một bài pháp. Muốn thuyết pháp cho họ nghe là ngồi đó làm hay không đứng dậy được. Nếu mà nói là một kiền liên cái khả năng của một vị A-la-hán này, muốn ngồi mà thuyết pháp cho vị này nghe nha, là không được quyền đứng lên đâu. Đứng đâu có được, dùng thần lực này trói hết rồi, không có dây nhưng mà không có nhúc nhích được đâu. Đừng có giỡn chơi với các vị thánh. Thành ra khi mà các vị đã chứng thánh quả là các vị có đủ trí tuệ và đủ tình thương để có thể hóa giải được tất cả những nghiệp chướng của mình, chứ không phải trả theo kiểu hoàng phu là mang thân Phật mà bị nhức đầu. Sai rồi. Đó, thật ra trong cái chuyện của ngài vua Lưu Ly ra, giết cái dòng họ Cù Đàm thì chuyện đó là nhân quả của phàm phu, phải trả cái giá của phàm phu. Nhưng riêng Đức Phật, chuyện này từ cái lúc mà Đức Phật đã đụng chạm cái nhân quả này cho tới trên cái đường thành Phật là gần như Đức Phật đã quá giải rồi, chứ không phải đợi thành Phật mới trả cái này. Xa lắm. Chúng ta đừng có hiểu kiểu phàm phu mà ảnh hưởng tới cái, phải nói là tới cái phước báo của mình nếu mình hiểu sai cái chỗ này. Cho nên không phải là cái lúc mà vô Lưu Ly mà giết cái dòng họ Cù Đàm mà Đức Phật phải bị nhức đầu đâu. Không có. Không cần tới cái đoạn Đức Phật thành Phật như vậy. A-la-hán là đủ rồi. A-la-hán là cái phước đã trùm xứng đáng được trời người lễ lại cúng dường, là phàm phu đụng tới được sao? Sao phàm phu đụng tới được? Nhưng mà các vị không thể nào nói là không trả nhân quả. Họ sẽ trả theo cái kiểu của họ. Có thể là họ làm một bài pháp, họ thuyết một bài pháp nào đó hóa giải được cái khổ đau của người kia cũng là trả nhân quả rồi. Họ giúp đỡ người kia trong một cái đoạn sinh tử, đoạn kiếp nào đó họ nghèo khổ quá, mình tới mình giúp họ cả đời, suốt cả đời rồi mới nói lại là hồi đó người ta giết người đó, bây giờ ta nuôi ngươi sống cả đời, ta cứu cái mạng ngươi là coi như xù nhân quả nha. Được chứ sao không được, phải không? Đó là trên cái đường thành Phật là các vị thánh đã làm đủ những chuyện đó hết rồi. Và trước khi Đức Phật thành Phật thì những chuyện đó gần như đã xong. Cho nên không có thể nói là trả nhân quả bị nhức đầu trong cái đoạn mà Đức Phật thành Phật được. Chúng ta phải coi lại những cái đoạn lý luận này. Cho nên ở đây gọi là gì? Phải chín chắn về nghiệp quả. Đoạn trước đã nói chín chắn nghiệp quả, cho nên khi đụng những chuyện này chúng ta cũng phải nói nghiệp quả một cách chín chắn lại. Đó, thì như vậy là cái đoạn của ngài vua Lưu Ly và cái gì nữa, ngài Thiện Tinh nói sai chánh pháp, cho nên ngay cái thân rỗng đã bị đọa địa ngục. Tức là với ngài Thiện Tinh thì nói không có nhân, không có quả, không? Cái gì nhân quả rồi nó cũng, cái gì tạo ra rồi nó cũng mất. Mà mất rồi thì không có nhân, không có quả gì hết. Đã thuyết pháp mà sai chánh pháp nhiều lần như vậy, cho nên tự động nứt đất đọa địa ngục A Tỳ luôn tại chỗ, chứ không có cần phải chết nữa. Mang cái thân này mà xuống địa ngục luôn. Đó là chuyện của ngài Tỳ Kheo Thiện Tinh. Nhưng mà ở đây ngài A Nan muốn nhắc lại những chuyện này để đặt ra một câu hỏi gì, là địa ngục đó là có chỗ nhất định hay là tự nhiên có? Đó là câu hỏi ý thứ nhất. Ý thứ hai, mà khi các người kia gây nghiệp thì mỗi người chịu riêng, cuối mong Phật rủ lòng đại bi khai ngộ cho kẻ nghi thơ, khiến cho tất cả chúng sinh trì giới nghe nghĩa quyết định này, vui lòng tôn trọng kính cẩn giữ gìn không tái phạm. Đó là câu hỏi thứ hai. Thì câu hỏi thứ hai ngài thắc mắc là địa ngục nó đã có sẵn, giống như bây giờ và ai phạm tội bị bắt bỏ tù thì nhà nước xây cái tù sẵn, cho nên mấy thằng tội phạm bị bắt nhốt vô hay sao, hiểu không? Nó ý là như vậy, tức là có cái địa ngục ở đâu đó rồi, cho nên ai phạm tội là bắt bỏ vô nhốt. Bắt bỏ vô nhốt hay là cái đó là cái tự nhiên? Cái tự nhiên có hay cái địa ngục? Giống như bây giờ có một cái người, hình như trong lịch sử của chư tổ có người hỏi đạo tới gặp sư tổ, thế nào là địa ngục? Ông tổ không giải thích làm sao, phải không? Ngu, ăn cái gì ngu dữ địa ngục mà mày không biết mày? Cái kia nó nổi sân lên, nó nói trời ơi, hòa thượng con mới lại nó con hỏi đạo hòa thượng muốn cái gì, hòa thượng muốn cái gì, muốn cái gì mà tự nhiên là mới hỏi đạo hòa thượng nói tôi ngu. Ông làm hơi sân si đó, đó là địa ngục của con. Đó là địa ngục của mày, nổi điên lên ngủ quýnh. Địa ngục bị đốt cháy rồi đó. Đó là cách giải thích của vị thiền sư. Thì từ đến đoạn sau thì không biết là Đức Phật giải thích kiểu nào ha.
Nhưng mà hôm nay chúng ta dừng lại đây để chờ kỳ sau Đức Phật sẽ giải thích. Kỳ sau Đức Phật giải thích những cái đoạn này. Không có thắc mắc mà quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng chúng ta nghĩ. Mau muốn về đêm làm sao nhân thế yêu ơi, xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vàng tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ rạng nghìn thu. Nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương, ôi nhân gian sao lắm mau muốn về đêm làm sao nhân thế yêu ơi, xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh,
chư vị thánh hiền. Xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi Cực Lạc, ôi Niết Bàn miễn phiền, thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn thu. Nếu ai biết ta bà vui đến thế,